Anh đầu tiên thì có điều chạy thận được 3 lần rồi mất. Rồi anh thứ hai thì không nhà không có điều kiện chạy thận nên là chấp nhận mất. Sau đó người cậu mang chính cái tên mình giống mình. Mới nghĩ con mất rồi. Cả nhà thừa biết rằng là cái bệnh này cả chạy thận một thời gian rồi cũng sẽ chết thôi. Tại vì nhà mình có ba người bệnh này đã chết rồi. Đối với mọi người thì nghĩ đây chắc đó ước mơ đó rất là đơn giản nha em. Cứ mỗi ngày em chỉ xin một ngày sống được một ngày thôi. Cứ hôm nay em xin sống được một ngày hết một ngày thì ngày mai em lại xin tiếp. Sáng thức dậy em lại xin sống thêm một ngày nữa cùng với con. Chị biết không, từ đó giờ em nghe nhiều người xin lắm. Tức là họ nhiều người họ có những cái ước mơ và họ xin với bề trên. Hoặc là họ tự nhủ với lòng mình, họ xin điều này, họ xin điều kia. Nhưng lần đầu tiên em nghe một người nói rằng xin một ngày để sống, rồi ngày mai mình lại xin thêm một ngày nữa. Và cứ thế mình cứ mỗi ngày qua mình lại xin một ngày. Tôi đã lập gia đình từ năm 2002. 2004 thì có một cháu, và khi sinh con ra thì mắc bệnh luôn, phát hiện bệnh luôn. Nên tới 2005 bắt đầu là chính thức đi nhập viện. Bắt đầu là tới 2006 là bắt đầu chạy thận luôn. Tôi bị mắc bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối rồi. Giải pháp là chỉ có chạy thận thôi. Còn một giải pháp thì tốt hơn nữa là thay thận. Nhưng mà do là gia đình thì không có điều kiện nên là chỉ chạy thận. Chị bây giờ là cũng hơn 14 năm rồi. Cũng không biết luôn là lý do như thế nào để khi vào ở trong bệnh viện an sinh. Lúc nào vô mổ thì cũng không đủ tiền để mổ luôn. Thì lúc đó bác mổ thì mình đã lên tất cả các cái nhóm bạn, từ lúc cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cả cái bạn sinh viên luôn. Mình xin tiền. Tôi nói đi là các bạn có thể ủng hộ cho mình để mình thực hiện ca mổ. Thật sự là mình là một trong những người may mắn là được giúp đỡ rất là nhiều. Từ lúc mà mới vào bệnh viện Chợ Rẫy cũng có người giúp đỡ rồi, tới bệnh viện An Sinh là mình cũng không biết, không quen những người đó, nhưng mà những người đó cũng giúp mình rất là nhiều. Tuy là mẹ em không có đi lại được nhưng mà mẹ em buôn bán hải sản ở trên mạng, thì mẹ lấy hàng từ ở quê vào. Thì lúc đó ba sẽ đi lấy hàng về cho mẹ, xong rồi ba với mẹ với em thì bắt đầu chia ra, xong rồi mẹ sẽ lên hàng cho ba để ba đi đem đi giao cho người ta. Lúc mà mới chạy á thì tinh thần cũng suy sụp lắm, do là gia đình có nhiều người bị bệnh này rồi. Trước tôi là có hai người anh trai nữa cũng mang bệnh này. Anh đầu tiên thì có điều chạy thận được 3 lần rồi mất. Rồi anh thứ hai thì không nhà không có điều kiện chạy thận nên là chấp nhận mất. Với cái hình ảnh hai người anh mất, mình suy sụp rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó thì vì con quá nhỏ nên là nhìn thấy con như vậy thì mình cố gắng. Ông bà nội thì ở xa, còn ông bà ngoại mất nên là lúc đó là ở với người cậu. Người cậu chưa có gia đình, mà người cậu bây giờ, sau đó người cậu mang chính cái tên mình giống mình. Mới nghĩ con mất rồi. Người cậu bị sâu nhưng mà sức khỏe cậu yếu nữa mà mất tại bệnh viện Chợ Rẫy. Mình nghĩ đây là mình sẽ chấp nhận cuộc sống chạy thận ở quê và không vô này nữa. Cả nhà thừa biết rằng là
cái bệnh này cả chạy thận một thời gian rồi, cũng sẽ chết thôi. Tại vì nhà mình có ba người bệnh này đã chết rồi, nên là biết chết thì kết cục đó nó cũng sẽ đến. Nên là nếu mà có cơ hội thi thận thì mình sẽ cũng có một được một khoảng thời gian nữa, mình sẽ sống cùng với chồng và con. Nên lúc đầu thì mình nghĩ đến là thi thận là một cái suy nghĩ nó sao vừa. Giống như là em thấy thương mẹ nên là em muốn làm một cái gì đó mà mẹ không phải đỡ phải làm việc nhiều. Mẹ có thể tập trung, mẹ dưỡng cái sức khỏe của mẹ. Mẹ sức khỏe mẹ nó tốt hơn, mẹ có thể bớt đau đi. Mình thấy nhiều người thi thận có điều kiện tốt, có cái sức khỏe tốt thì mình cũng có khát khao lắm, mình mong muốn lắm, nhưng mà đối với hoàn cảnh gia đình mình thì rất là khó. Sau khi mẹ đi được cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ biết đến, rồi đây là ước mơ của con, mẹ cho con tham gia đi. Đầu tiên ước mơ của em là muốn thi thận cho mẹ trước, thì đó là ước mơ lớn nhất của em. Mình không biết là có thi thận được hay không, nhưng mình nghĩ rằng là đây cũng là cái động lực. Thì biết đâu là đây là cái lần này là sẽ có làm cái cơ hội tạo thành động lực cho con hơn, để cho con có thêm cái nghị lực, mà nếu như mà không thi thận được cũng sẽ là một động lực để con nó mạnh mẽ hơn, và nó nhìn thấy mẹ nó sẽ cố gắng, nó sẽ tiếp tục để mà có cái cuộc sống tốt hơn của con. Mẹ của em đang ngồi dưới kia phải không Nhật? Dạ đúng rồi. Muốn hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Trước khi ra sân khấu thì con có tự nhủ là con không có được không? Nhưng mà em ơi, không sao cả. Không phải giọt nước mắt lúc nào nó cũng làm cho mình tiêu cực đâu em. Sẽ có những giọt nước mắt nó làm cho mình có thêm nhiều nghị lực để mình có thể mình sống tốt hơn mỗi ngày. Và đây là cái giọt nước mắt như thế nhá. À, không phải chỉ riêng em mà anh tin rằng tất cả mọi người ở đây, kể cả ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ có những cái đồng cảm giống như em. Bởi vì khi chúng ta nói về ai chứ nói về mẹ thì lúc nào cũng dạt dào cảm xúc cả. Thật ra là Nhật biết về bệnh của mẹ mình từ khi nào? Dạ là từ lúc mà sinh con ra thì mẹ đã bị bệnh rồi. Nhưng mà thấy mẹ hình như là đi đứng, tự đi không có được phải không Nhật? Dạ, từ khi mà mổ xong thì là nó rút canxi nên là những cái khớp xương của mẹ con nó bị gãy. Nên là muốn đi vệ sinh hay là đi đâu trong nhà hay là đi bệnh viện, đi xuống cầu thang ba con cũng phải cõng. Hôm nay ba có mặt ở đây không? Dạ có. Vậy thì bây giờ chắc có lẽ nhờ ba đưa mẹ lên sân khấu để mẹ có thể gặp gỡ mọi người và chúng ta trò chuyện với nhau nhiều hơn nha. Dạ thưa quý vị, đây là ba của Nhật, là anh Thành à. Và đây là chị Đức, là mẹ của Nhật. Chị thấy Nhật hát như thế nào ạ? Đối với người mẹ thì nào thì con mình dù hát như thế nào cũng đều là rất là tuyệt vời. Dạ. Mà ở nhà Nhật có những lúc rảnh rỗi chị có ngồi hát cho mẹ nghe không? Vì là lúc mà còn nhỏ sinh Nhật ra thì Nhật mẹ đã bị bệnh rồi, nên Nhật đã có cái cảm giác là sợ mất mẹ, nên lúc nào cũng âu yếm. Hay là một buổi sáng thức dậy, cái việc đầu tiên nhất con rớt xuống giường là con lại hôn mẹ. Yeah. Đó cũng chính là cái động lực mà em cố gắng. Em có một cái ước mơ. Đối với mọi người thì nghĩ đây chắc đó ước mơ đó rất là đơn giản, như em cứ mỗi ngày em chỉ xin một ngày sống được một ngày thôi. Cái hôm nay em xin sống được một ngày, hết một ngày thì ngày mai em lại xin tiếp. Sáng thức dậy em lại xin sống thêm một ngày nữa cùng với con. Vậy chính như vậy mà em xin cho tới giờ này đã được hơn 16 năm cùng với con. Chị biết không, từ đó đến giờ em nghe nhiều người xin lắm. Tức là họ nhiều người họ có những cái ước mơ và họ xin với bề trên.
hoặc là họ tự nhủ với lòng mình, họ xin điều này, họ xin điều kia. Nhưng lần đầu tiên em nghe một người nói rằng xin một ngày để sống, rồi ngày mai mình lại xin thêm một ngày nữa, và cứ thế mình cứ mỗi ngày qua mình lại xin một ngày. Nếu như bây giờ mình làm được một điều gì đó cho mẹ mình vào cái thời điểm này, con muốn làm cái gì nhất? Con cảm ơn mẹ rất là nhiều vì đã sinh con ra để nuôi nấng con. Dù là mẹ có mệt, mẹ đau, nhưng mà mẹ vẫn lấy con làm cái động lực và mẹ tiếp tục sống. Mẹ luôn cố gắng vì con và ba. Con hứa là con và ba sẽ thiệt là cố gắng để mà gia đình mình có cuộc sống tốt hơn, để mà mẹ sống lâu bên con và ba. Con yêu mẹ nhiều. Đó là câu chuyện của chị Đức và Minh Nhật. Dạ dạ dạ. À, thưa tất cả ban giám khảo và thưa tất cả quý vị khán giả, đáng lẽ ra là ngay lúc này là bạn Khương sẽ ra sân khấu để mà đến với cái phần dự thi của mình cho gia đình của chị Cẩm Hạnh. Nhưng mà bởi vì bên chương trình vừa mới báo cho đại nghĩa biết là chị Đức là đã phải đến giờ phải đi chạy thận rồi. Hiện nay bây giờ khi chúng tôi quay hình là bây giờ là 1 giờ rưỡi trưa quý vị, và 2 giờ thì chị Đức đã phải có mặt tại bệnh viện, chứ nếu mà đi trễ thì sẽ không có máy để cho chị nữa. Cho nên là bây giờ thì có lẽ là khoan đem xuống đây em nói với chị một câu thôi, sau đó chị sẽ đến bệnh viện ngay nha. Dạ, biết rằng hôm nay chị đến đây là vì con của mình, bé Nhật. Nhưng mà bây giờ mình không có đủ thời gian để mình tiếp tục mình theo dõi chương trình cho đến hết. Vậy thì bây giờ chị có lời nào chị muốn nhắn gửi với con trước khi mình đi không ạ? Anh gửi tôi. Dạ. Con đã đến đây tham gia chương trình nên là mong muốn con thực hiện được cái ước mơ của con và hát bằng cái đam mê của mình và truyền tải được cái câu, gửi được cái câu chuyện này đến đây tất cả mọi người. Để mọi người có thể chia sẻ cùng với gia đình. Dạ, cảm ơn chị. Và anh những đi, cái lời nhắn gửi đi này của chị, chắc chắn là bé Nhật sẽ lấy nó làm động lực để có thể thi thật tốt trong ngày hôm nay nha. Và bây giờ anh Ngọc Sơn có muốn chia sẻ gì ạ? Tưởng đó là hết chương trình rồi lên tặng luôn mà đến về sớm phải không? Trời thương quá, nghe trung thủy quá, tuyệt vời lắm nha đứa con. Chúc mừng với đứa con rất là đẹp nha. Thứ hiếu thảo với cha mẹ. Đây, anh xin gửi số tiền 2 triệu nha. Rồi nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Dạ, và sẵn đây cũng nói luôn ha, để cho chị yên tâm chị đi, em cũng gửi chị, em hỗ trợ chị số tiền là 3 triệu đồng nữa chị nha. Dạ, còn em nữa. Lát nữa em sẽ gửi cho bé Nhật sau nha. Cho nên bây giờ chị và anh cứ yên tâm đi mà chạy thận nha chị nha. Dạ, okay. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Dạ, em ké luôn. Ké luôn hả Trâm? Dạ, em ké, em gửi chị 3 triệu chị nha. Ráng giữ sức khỏe, sống với bé nha. Dạ, dạ. Rồi anh đưa chị đi nha. Em cảm ơn anh chị.